Bây giờ mình sẽ giải bài 2.5a. 2.5a thì đây, cái đề của nó cho sơ đồ khối hệ điều khiển như hình 2.5 với NS là tín hiệu nhiễu, hàm truyền CD dùng để triệt tiêu nhiễu, nhưng người ta không có cho cái hàm truyền CD. Thấy không? Bây giờ câu A người ta kêu tìm một cái hàm truyền của ngõ ra theo nhiễu, coi như là đầu vào không có gì hết, có nghĩa là đầu vào mình không tác động gì hết, mình chỉ có nhiễu tác động vào hệ thống thôi, thì mình sẽ tìm cái hàm truyền này để đánh giá cái sự mà ảnh hưởng của nhiễu đối với ngõ ra. 5A là như thế này. Còn hình 5, hình 2.5 thì nó sẽ là như thế này. Đây, hình 2.5 của mình là như thế này. Ở đây là tín hiệu ngõ vào, đây là nhiễu. Người ta giả sử không có cái gì ở ngõ vào hết, người ta có tác động của nhiễu đến ngõ ra như thế nào. CD thì chưa biết, cái CD là cái mà người ta sẽ thiết kế hoặc là người ta sẽ tính toán sau. Thì bây giờ bài 2.5A thì do bạn Thế Quang bạn giải nè. Bạn đánh giá rằng C thì bằng N cộng ES nhân cho cái này. Đúng rồi, C thì bằng N cộng cho tín hiệu chỗ này, mà tín hiệu chỗ này thì bằng ES nhân cho cái đóng hàm truyền này. Đúng. ES bằng R trừ N nhân CD trừ C. Nè, ES thì bằng tín hiệu chỗ này, mang dấu trừ nha. ES thì bằng R trừ cho tín hiệu chỗ này trừ cho tín hiệu chỗ này. RS lúc này thì mình cho bằng 0 rồi. Tín hiệu trừ cho tín hiệu chỗ này, mà tín hiệu chỗ này á, thì bằng N nhân cho CD. Tín hiệu chỗ này á, thì chính là ngõ ra C. Cho nên bạn mình ghi ES bằng như thế này, hợp lý ha. Và R thì sẽ bằng 0. Bạn thế ES chỗ này vào chỗ này, thay 2 vào 1 thì bạn sẽ được CS bằng NS cộng cho cái này, hợp lý. R bằng 0 tại vì mình cho ngõ vào không có gì hết, để coi cái ảnh hưởng của nhiễu đối với ngõ ra mà. Cho nên cái chỗ này mình thế R bằng 0 vô đây, mình phân tách ra C sẽ được như thế này. Bạn đó tìm cách chuyển với C một bên, N một bên, thì bạn nó sẽ được như thế này, và như thế này. CD chưa biết tính sao. Bài này đúng rồi ha. Thì 2.5B người ta hỏi rằng á, 2.5B người ta hỏi rằng là CD phải bằng bao nhiêu để mà cái ngõ ra của mình không bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Thì lúc này bạn nhìn vô cái kết quả này, 2.5B người ta yêu cầu như vậy, thì bạn nhìn vô kết quả bằng này, bạn thấy để nhiễu không ảnh hưởng kết quả thì cái tử số này phải bằng 0. Cái tử số này phải bằng 0, tức là 10 nhân CD sẽ bằng với S nhân S cộng 10, tức là CD sẽ bằng với S nhân S cộng 10 chia 10. Thấy không? Bạn Thế Quang bạn nói vậy đúng rồi nè. Nè, CD sẽ bằng như thế này, hợp lý ha. Rồi bạn Thế Quang sẽ được 0.1 điểm.